Bầy kiều cha mẹ khó nuôi con nên người hiếu thảo, thay đổi ngay khi còn có thể. Kính thưa quý vị, muốn dạy dỗ con thành một đứa trẻ ngoan và hiếu thảo thì mỗi cha mẹ trước hết phải là tấm gương tốt. Nếu thuộc một trong bầy kiều cha mẹ dưới đây, cần phải ngay lập tức sửa đổi trước khi quá muộn nhé. Sự hiếu thảo của con cái trong tương lai gắn với lời nói và hành động của cha mẹ từ hôm nay. Vậy nên, nếu cha mẹ dạy con đúng phương pháp, chúng sẽ trở thành những đứa con ngoan, có hiếu khi trưởng thành. Ngược lại, những hành vi lời nói không đúng của cha mẹ theo thời gian sẽ tác động rất lớn tới tâm lý và hành vi của con, thậm chí biến trẻ thành đứa con bất hiếu về sau. Dưới đây là bầy kiều cha mẹ rất khó dạy bảo con nên người hiếu thảo. Nếu thuộc một trong bầy kiều người này, bạn phải thay đổi ngay khi còn có thể. 1. Thường xuyên la mắng con. Có rất nhiều cách dạy con ngoan, vậy hà cớ gì nhiều cha mẹ lại thích dùng bạo lực? Bất kỳ một đứa trẻ nào cũng không thích cha mẹ la mắng. Xét về mặt tâm lý, khi một đứa trẻ bị la mắng, chúng vô cùng bức bối, thậm chí là rất ghét người mắng mỏ mình. Nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra, về lâu dài, đứa trẻ có xu hướng học theo và thích dùng bạo lực trong tương lai. Đặc biệt, khi được 5 tới 6 tuổi, con bị ảnh hưởng rất nhiều từ hành vi, lời nói của cha mẹ. Đây là độ tuổi có sự phát triển phức tạp trong tâm lý của con trẻ. Vậy nên, dạy con cái bằng lời chửi mắng, la toáng suốt ngày sẽ chỉ làm trẻ sợ hãi, nhụt chí, chứ không đem lại hiệu quả giáo dục như mong đợi. 2. Không bày tỏ tình yêu thương. Các bậc cha mẹ hiện đại có điều kiện để cho con rất nhiều món đồ vật chất giá trị. Thế nhưng, những đứa trẻ thì lại bị cô lập, thờ ơ trong chính ngôi nhà đầy đủ mọi thứ đó. Các bé không có thời gian để được chuyện trò với cha mẹ. Khi cha mẹ rảnh rỗi một chút thì lại cắm mặt vào những thiết bị công nghệ để giải trí, và thậm chí còn sắm luôn cho con những thiết bị tương tự để được yên thân. Thực ra, cái con trẻ cần là cảm nhận mình đáng được yêu thương. Tình yêu thương đó, ngoài những hành động cụ thể, còn phải được thể hiện ra bằng lời nói. Những câu như mẹ hoặc cha yêu con, đừng nghĩ nó sáo rỗng, xến xúa. Trái lại, nó tác động rất mạnh mẽ tới tâm hồn đứa trẻ, giúp bé nuôi dưỡng tình yêu thương, gắn kết với cha mẹ và vun đắp nó theo từng cấp độ tăng dần khi ý thức đủ trưởng thành. 3. Không có phương pháp giáo dục. Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, cha mẹ có thể rèn luyện và giúp con nuôi dưỡng lòng hiếu thảo nếu có những hiểu biết và kỹ năng nắm bắt tâm lý. Ngược lại, cha mẹ thiếu kỹ năng và kiến thức trong cách nuôi dạy sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện của các bé. Phương pháp giáo dục sai chẳng những không đem lại hiệu quả mà đôi khi còn gây ra tác dụng ngược. Sự cố chấp, cứng nhắc trong cách dạy dỗ sẽ khiến cho trẻ cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương và thấu hiểu từ bố mẹ. Thậm chí, một số trẻ bởi vì áp lực tâm lý còn mất đi thiện cảm với cha mẹ. Hậu quả là chẳng bao giờ đứa bé chịu mở lòng và rất ngại gần gũi với cha mẹ. 4. Hay so sánh con với con nhà người ta. Sự thành công của một đứa trẻ nằm trong trái tim của người mẹ. Sự thất bại của một đứa trẻ lại nằm nơi cửa miệng của người mẹ. Dù con có thất bại, không hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng sự cố gắng của con cũng là một minh chứng cho sự thành công. Nếu mẹ thấu hiểu điều này, giữ mãi trong tim và lấy đó làm sức mạnh để mà động viên con, thì đứa trẻ đó sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Nhưng nếu đặt kỳ vọng quá lớn, dù cho con có làm tốt thế nào cũng bảo chẳng bằng con nhà người ta, thì khó có thể khẳng định đứa trẻ sau này tương lai sẽ ra sao. Về lâu dài, chính điều này cũng sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái xa cách nhau hơn, bởi chúng không thể tìm được sự đồng cảm từ chính đấng sinh thành. 5.
bất kính với những người già yếu, kém may mắn. Điều đáng tiếc trong nhiều gia đình là dù rất mong muốn con sau này thuận thảo với cha mẹ, nhưng bản thân bố mẹ lại thiếu đi tình yêu thương, sự tôn trọng dành cho những người già yếu, kém may mắn hơn. Con cái sẽ nhìn vào bố mẹ và học theo thái độ này. Nên nhớ, ai rồi cũng phải già đi. Khi con cái trưởng thành cũng là lúc tuổi già của bạn sẽ tới. Trong xã hội, những người già yếu, khốn khó là những người cần được sẻ chia và yêu thương hơn hết. Nếu cha mẹ không có được sự tôn trọng tối thiểu dành cho họ, thì không thể trách con cái lớn lên vì sao không hiếu thảo với mình. 6. Không rèn luyện đạo đức cho con. Nếu cha mẹ vô tình bắt gặp một cụ già ngã trên đường, đừng chần chừ đưa họ tới bệnh viện. Tất nhiên, kết quả nhận được từ hành động này là những lời cảm ơn và ca khen. Nhưng quan trọng hơn, điều này sẽ tác động tới nhận thức và hành vi của các con. Qua những gì được chứng kiến, con sẽ học theo và phát huy chúng trong tương lai. Đây cũng là phương pháp đúng trong việc nuôi dưỡng lòng hiếu thảo của con. Vì vậy, cha mẹ nên cố gắng tạo cơ hội để con được làm điều gì đó cho gia đình. Sau đó, nên nói lời khen con. Đó cũng là cách rèn luyện lòng biết ơn của con. 7. Cha mẹ không hiếu thảo. Muốn con cái hiếu thảo thì ngay chính cha mẹ phải có lòng hiếu thảo đối với ông bà, những người đã sinh ra, nuôi nấng và dạy dỗ mình nên người. Đứa trẻ có thể bị tác động bởi cách ứng xử của cha mẹ đối với ông bà. Những gì xảy ra hàng ngày trong gia đình là những bài học nền tảng chúng học được và thực hành ở tương lai. Vậy nên, cha mẹ hãy là tấm gương tốt về lòng hiếu thảo để con cái noi theo. Sau đó chạy ra sân tiếp tục tập luyện. Nhờ vậy mà cậu bé ngày càng trở nên chăm chỉ và cố gắng. Cuối cùng cậu cũng dần đạt được những mục tiêu trong đời. Người mẹ càng nói nhiều lời động viên và khích lệ người con, chúng sẽ càng kiên định và có quyết tâm hơn. Người mẹ càng thấu hiểu, tán thưởng cho những cố gắng của con, chúng sẽ ngày càng trở nên tự tin. Nhà giáo dục Liên Xô Suhom Linsky từng nói: mỗi khoảnh khắc khi bạn nhìn thấy con bạn, bạn cũng là đang nhìn thấy chính mình. Khi bạn giáo dục con cái, bạn cũng đang giáo dục chính mình và kiểm tra nhân cách của chính mình. Đối với người mẹ mà nói, việc giáo dục con cái trên thực tế cũng chính là đang giáo dục chính bản thân mình. Lời ăn tiếng nói của người